Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Như Khả nè mọi. Ngày hôm nay thì sau khi ép xong cái nón mắt ốp xấu dòng đó, chuẩn bị sắp sửa chuyển qua đường môn thì bây giờ Khả sẽ tiếp tục ép đôi giày xấu dòng như thế nào. Đôi giày xấu dòng tóc thông pháp, sinh lực, thời gian chậm, nội lực và phòng thủ lấy dòng cuối như thế nào. Đó, ok. Bây giờ Khả sẽ ép cái dòng tóc đồ đa di chuyển vào trong, tốc độ di chuyển vào bên trong đôi giày, tốc độ di chuyển. Mình sẽ rút hiện tình, rút tình tình năm, tình năm động tình ba, bốn mình gì à, mình rút rồi. Ok, rút lại lấy tóc này. Hiện năm bốn mình cũng diện ba tử ba thường được không anh Khải? Ba tử ba thường được luôn, được được. Ok chờ em chip phẩm năm đủ má tốc độ chuyển phẩm năm nào rồi. Rút tình năm ra phẩm năm nào rồi, ép tình sáu rồi. Càng như vậy đó. Năm đủ má ra ba mấy thứ mẹ luôn. Rồi, cảm giác thì tên nhỏ chất kẹo như thế này. Ra phẩm năm đủ rút tình năm ra phẩm năm không? Nhỏ nha. Đó bị đen, đó bị rớt. Khám này. Cảm nhận tình xấu rồi. Tốc độ chuyển phẩm năm rồi. Thì tình này. Thế tình dạng. Đẩy sợ nó rớt vào đoạn tình xấu rồi mà. Sau đó định hình 3 thôi. À, là sợ rớt vào đoạn tình xấu rồi. Đánh dòng chuyển thông pháp. Thông pháp phải ép phun phục duyên như này. Phục duyên lên 20 ạ. Còn ép phục duyên này cũng được. Mình thêm duyên thủy tinh này. Thêm duyên thủy tinh này. Ngấy thêm duyên thủy tinh này. Kiểu nó cũng lên 8 thì mình phun phục duyên là lên 20 luôn. Không bằng thủy tinh luôn. Họ thủy tinh này, thủy tinh đang hiếm. Khải ơi, ha thành trung tâm đi Khải. Ok. Ép dòng phần khác bằng 10 này, phần 8 bằng 20 nữa thôi ạ. Tốt 19 này. Rất một điểm. Hai thành trung tâm này. Ok. Chung là hên xui nè mà. Cái đó là 19-20 là hên xui gơ lắm luôn. Đây. Em đó, dịch nè. Cái này là hình xui nè mà. Đỏ thì 20, đen thì 19 nè. Má, 19 nè mà. Cái thiệt sự. Rồi. Hãy mượn áo yên xấu như người tin. Áo yên nó mượn dùng lại. Đủ á, đủ ép lâu này ép lâu. Được độ dày với lại bao tay xấu dòng luôn á. Ủa có 5 viên rồi ạ. Thiếu viên. Thiếu lại. Đồng ý, tiếp tục đương nhiên nữa. Rồi. Em giao dịch từ xa, sao thấy chậm chậm. Đúng không anh? Ừ. Em đang giao dịch bằng điện thoại mà. Ok. Rồi, không biết rồi.
nói chung đôi giày này chắc chắn là phần thu lý hay là mắt rồi. Đen nữa 24 là biết sao giờ. Đúng không? In đậu quá cái thằng dòng thần pháp. Phần 8 có 19 điểm là bà mẹ nó. Rất rất mà ngồi coi anh ép đồ mà tìm đến tìm thủy tinh đến mệt quá. Ok, tiếp tục ép dòng sinh lực nha nào. Sinh lực. Đang ép độ. Rồi, tiếp tục dòng sinh lực nha nào. Sinh lực. Ok. Sinh lực thì mình sẽ rút nó hiện tình xấu này. Cho lên phần xấu 7 sinh lực cho nó cao. Lấy sinh lực này. Hiện 2 này. Hiện tình xấu này. Vũ duyên thì tinh này. 4 mình vũ duyên. Sinh lực 187 hiện 2. Cục xấu. À, lên cục phần 7 luôn. Về bờ. Biết ngay phần 7 mà. Rồi ép luôn. Rồi, nhảy thanh này. Mình ép hay thích nhảy thanh cho nó reset lại cái mình ép lại luôn. Cái dòng thần pháp 19 này nó giống 20 nè mà. Ai mà đỏ đỏ thì ra 20 còn lại đen 19 mà. Chứ còn bỏ kiểu mấy mình cũng gì nữa đừng lên nữa. Rồi giờ vô. Vô cục tinh 5. Duyên thiện tinh. Duyên thiện tinh như mấy quân hữu duyên. Sự lực giao cao cao nè. Khám nè. Sự lực phẩm 7 nè. Hiện tinh 6 nè. Hiện tinh 5 nè. Hữu duyên thiện tinh nè. Bố mình cũng nhiều. Còn nhiều lắm. Sức lực là tuôn 108-109. Ui. Đó 196 nè mà. Xịt ra. Công thức hết rồi à. Chiến Lê ơi. Xịt nhiều mà xịt. Công thức hết rồi. Ui. Quá quen rồi. Giờ đến dòng làm chậm nè. Dòng làm chậm. Dòng làm chậm này sẽ vô con rút phòng 6 là mất. Này nào, rút mấy mình phụ viên là bài bậy thôi. Cần đâu nhiều đúng không? Rút mấy mình phụ viên bài bậy thôi. Lên hả lên. Đúng không? Lấy 140 nha. Tình xấu. Cái này auto vòng xấu luôn. Ấn 2. Ấn 2 140. 4 mình phụ viên nè. Hiếm còn nhiều. Đỡ tốn kém rồi mà. Xấu, ok. À, đưa làm trọng 40 vòng ra tiếp tục. Trọng 40. Trọng 40 thì mình sẽ cũng như cũ thôi, bộ duyên thủy tinh thôi, mình chả gì khác đâu. Này hiện tinh 3 nó cũng lên. Dòng cuối là gì? Nội lực. Cho hiện tinh 5 luôn. Giữ dòng nội lực làm gì? Một viên thủy tinh. Bốn một viên. Cứ công thức có một viên thủy tinh, bốn viên, một viên thủy tinh, bốn viên. Bây giờ mình làm. Ta mong đem yên vui cho trần thế. Dù rằng thế giới vốn không bình yên. Còn nào anh em sợ sợ rớt rớt á, thêm mấy bình hữu duyên vô. Hữu duyên rẻ ôm mà anh em, nhưng này khai sợ rớt, thêm số bình hữu duyên vô. Thì tính một duyên được rồi. Này chậm muốn mưa là chắc rồi. Rồi tiếp tục nè, dòng nội lực. Nội lực thì đọc hiện tinh 3. Một duyên thì tinh. Bốn bình hữu duyên, đã thôi. Một thu 108-109 này thôi. Đừng 200 là được nha, đụng má trong này 200 nữa phòng thủ lấy rớt 23 luôn á. Thiệt luôn. Dùng nội lực này đâu làm đừng có lên 200 dùng cái 108 thôi, còn phòng thủ nó lên 25 nha. À, nó lên cao cao là toan luôn á. Này là như làm nội lực thấp thấp thôi nhưng mà chứ. Đụng má nó lên 200 là tiếng mẹ luôn. Phòng thủ 23 luôn á. Ok. Rồi, rút phòng thủ rồi mày. Tôi rút phòng 8. Phòng 8 đập
Phần 8 luôn, phần 8 có thông tin xấu này, đọc thông tin xấu này. Ok. Có cái này lên phần 8 là thành công đó rồi, đỡ tốn thì tin luôn. À Win ơi, tiếng nữa, anh đọc 4 tự 45 nè, đọc 4 tự 45 luôn. Ông cũng dễ mát mà, dài cũng dễ mát. Ừ. Tiếng nữa đọc 4 tự 45 nè. Thì cứ 24, 25 thôi, 1, 24, mát 25, rớt 24 thôi. Rồi. Tin sống nè. Phần 8 nè. Sáng một trời mây hiền kính mật đào phủ vây. Thượng lý giống cuối nào. Tám ơi, tám có chắc chắn được lên 25 rồi mà. Ok rồi, tự tin rồi, tám lên 25 rồi. À, Nhã Thanh đã quay lại thôi. 1, 25, 24 rồi mà. Mát đó thì 25, mà City 23, 24 đó, có hai con đó rồi. Đen thì 23, 24 thôi nha nào. Rồi. Wow. Nè em cùng dự đoán thường mát hay không đây. Em nghĩ mát rồi nè mà. Không gì mà không mát được. Tại vì đôi giày nó dở lên lắm. Giày nó dở lên vỡ lái luôn. Giày nó là dở lên nhất. Rồi đến áo. Rồi đến đai lưng đúng không? Tay tay là khó nhất. Đồ má cái 24. Ok, làm sao rồi, 24 không được nè mày. Vì là nó chỉ rõ thôi nè. Một là mát là 25, đen lắm là 24 thì tỷ lệ nó 50-50 vậy đó. Ok, được đai lưng 24 nè mày. Đập quá cây, anh mình 1% không? Tức gơ gố nè mày. Anh mình 1% nè mày. Rồi làm sao? Giờ chúng ta đi đến ép cái bao tay cho nó mát đọc luôn là chuyện phá luôn nè. Này xong xếp đồ cho đường môn, giờ nhảy đường môn sao? Ồ, đánh full set. Ừ, cái đó hên xui mà. Cái đó khó nhai lắm. Đó, đỏ đi hai lần. Giống như dòng thần pháp vậy. Cũng công thức đó, cũng đỏ thì 20, đen thì 19 rồi. Còn cái nón thì auto lên dở rồi. Còn cái đôi giày thì khó. Nón đến đôi giày, đến áo, đến đai lưng, đến bao tay. Bao tay là khó nhất. Đó. Rồi, đồ ok chưa? Một cái nỏ, một giày 6 dòng. Vậy là bao tay 6 dòng nữa, đòi phá là hợp lý. Gao rồi nè. Thôi đại lưng thì mình sẽ làm đại lưng thủ lý bên Thiếu Lâm gì mình mang. Đại lưng thủ lý bên đại lưng thủ lý Thiếu Lâm thì nó không có, nó không có dòng thông pháp mình hỏi ép luôn. Bao tay này nên ép này, ép lấy 20 sinh khí này. Những bao tay này mình sẽ đi ép là còn hai viên tinh ép đủ nè. Tinh đủ nè. Ý tình xấu luôn phí nha. Một cỡ mẹ luôn nè. Trời tình xấu luôn nè. Sẽ ép dòng thở lực và sinh khí 20. Giờ đi tìm. Ok anh em ơi, anh em theo dõi video ép đôi giày vừa rồi thì đừng quên đỡ lại khám lại chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Nói chung là đỏ thì mát, đen thì 24 thôi nè. Đó, vậy thôi. Ai ép rồi anh em sẽ biết. Ai ép rồi cũng như anh em sẽ biết. Nó như vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên ủng hộ cho lần chuẩn bị thay đổi đường bông này của khám lại chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Bây giờ thằng Khải sẽ ép về tiếp tục bao tay lên 6 dòng, tiếp tục là xong luôn như nè. Thằng Khải đi lấy ít đồ ép lên bao tay 6 dòng luôn. Đây xét hiệp cốt mắt ọp nè. Qua đường bộ chơi vài hôm nè mày. Bữa thèm quá không chơi được. Chơi vài hôm thì tính tiếp. Đó, sẽ mắt ọp, hiệp cốt. Rồi. Đây thì ép cho bao tay nó lên lường mắt ọp luôn nè. Rồi ok nè mày. Sau khi cái tìm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi ép cho con cái bao tay nha nè. Một dòng thể lực và một dòng sinh khí dòng cuối nha. Ok. Chúng ta sẽ có lại. À, cái 18 điểm cũng như nhau rồi đó mà. Có 18 điểm rồi. Khải không nhớ. Tại vì Khải nghĩ là hai điểm nó cũng lên đó. Nó cũng như nhau rồi, không có gì khác lắm. Thể lực nè. Hiện tinh xấu nè. Bốn bình phục duyên. Tí nữa đã cho nó dừng thủy tinh là lên rồi. Đã nói dừng thủy tinh là lên. Thật lực như nè. Sinh lực, nỗ lực nào đến thật lực này. Rồi.
phòng xấu này. Rồi thì chúng ta đi qua đây lấy, quay lại cái này xem bao tay là đủ đồ luôn nè mày. Cái đai lưng thì bên đường quân thiếu lâm, đai lưng phòng thủ lấy 40-40, phòng thủ lấy 23-30 chứ lấy nè. À, cái này sinh khí 2 nè, tại vì nó như nhau rồi nè mày. Anh em không biết chứ phải thấy sinh khí 2, sinh khí 5 chủ yếu là cái phôi nó như nhau rồi. Không gì khác đâu, không gì khác bọt cả. Hình hơn này là bằng 5.7 như này, 5.7 như này. Xấu lòng đã mát rồi, không còn 7. Xấu rồi, ok. Rồi, giờ hai dòng này thì cứ đọc viên thủy tinh vào, 4 phút viên đại thôi. Cứ viên thủy tinh vào, 4 phút viên đại là xong thôi. Rồi, chuẩn bị đã đủ, giờ thôi. Còn dư lại 3 viên thủy tinh. Thế là lấy 3 viên thủy tinh lại nè, ở đây nè. Còn dư là 3 viên thủy tinh nè. Bữa nào lấy, chiều mai lấy cũng được. Để đó là mai lấy luôn tại ơi. Ok, đỡ mai anh mua thêm 3 dương tử anh trả nữa nó sao. Đây, sinh lực nè. Thở lực như nào. Chiu. 186. Ok. Quay lại. Cái này sinh khí đạt full phúc duyên nó cũng lên á. Anh em tin không? Cứ đặt cho anh em xem nha. Không cần thủy tinh nha. Má mà người không đọc thủy tinh nó phí, nó rớt 15 tiếng mẹ luôn. Nói chứ xe vừa trước hãy đọc. Xe vừa trước hãy đọc á là chỉ cần 6 bình phúc duyên là lên rồi. Mà xe này chắc không dám nữa mà. Xe này đồ ảo ma lắm. Không dám đâu, thôi thôi con nó thêm viên thủy tinh để cho nó chết kẹo nè mày. Ở siêu này ảo mà năm tết tết rồi chết mày có đâm vào tay luôn á, đúng không? Tự nhiên vào tay đang đẹp mà sinh khí rồi 15-17 điểm chết bà luôn á. Rồi sinh khí 20 rồi nè. Thiếu tiền à, đậu xanh rồi má. Rồi giờ nó giờ tiếp sao mày, nó rớt rung tay rồi mất hết bao tay on ức không, đúng không? Cho mấy xèo kia là thấy nó lúc nó rẻ cái đọc đó, nhưng mấy dòng này phải bỏ 6 bình phụ duyên là xong rồi, sinh khí 20 luôn, 19-20 vậy đó. À cái này cố gắng là 20 ở đây qua đừng 19 nha, đậu bỏ thiệt tinh mà 19 là thua luôn á. Ok, quá tuyệt vời đó, xong sẵn đồ thôi, xong sẵn đồ đồng môn thôi. Rồi, có một trận đấu, có một quán lộ. Đây anh em. Nó có đồ nha, nón này, giày này, áo này, nhẫn này, nhẫn nắp chưa? Đó, cốt này. Đường môn này đánh là nhức nắp luôn này mà. Đó, nhẫn chóng 40 này. Đó, 80 chóng, 120 chậm, đủ chơi chưa? Còn cái đai lưng khả năng đỡ bên thiếu lâm này. Đai lưng này, anh em xem đai lưng này. Đủ sức đồ nha nè. Đó, ok chưa? 23-40. Xong chiến đồ tổng môn thôi. Đây. Tổng môn, ok. Ừ, chuyển phá luôn nè mà, tối nay chuyển phá luôn á. Rồi, 24 chón cái ngỡ, 80 chón, 120 chậm, nỏ. Trời này, vào tổng kim sấy đồ bá cháy ngủ chát luôn. Điều mình không bằng người ta nhưng mà mình có thể đánh lên top luôn nè mà. Cố gắng đi bất lẽ vẫn có thể lên top được. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên đỡ lại cho Khám like, xem hồi cho em ơi. Đỡ bây giờ Khải sẽ lên một video đi đổi phá nữa nhé. Nhớ like chia sẻ ủng hộ mạnh nha em ơi. Lần này thì đổi nói chung là cũng đổi cho vui ít hôm tính sâu nè mọi người.